Bơ là một ông cụ 89 tuổi, thì thời gian gần đây thì cụ có cái biểu hiện là đau bụng, đi cầu khó và thường xuyên đi cầu ra máu đỏ bầm. Thì khi mà chúng tôi tiếp nhận bệnh thì có một cái khối u rất là to ở cái manh tràng và nó đã gây bán tắc ruột. Đau đi cầu cũng được, táo bón cũng ăn được, ngủ được vậy chứ gì, mình táo bón tiêu cũng được vậy đó. Bác sĩ cũng nói tình hình là bệnh của ông là u manh tràng. Thì nói chung là gia đình cũng, nói chung là cũng sốc. Mọi người nói mà rất là lo trong cái cảm giác gọi là chuẩn bị tinh thần. Ngoài ra thì u nó gây ra biến chứng chảy máu và bệnh nhân ở trong tình trạng thiếu máu rất là nặng. Và chúng tôi phải truyền nhiều đơn vị máu để cho cái lượng máu đến mức tương đối ổn. Và chúng tôi quyết định là phải phẫu thuật để mà cắt bỏ khối u, để loại trừ khả năng có biến chứng. Mấy bác nói là bệnh của ông là chỉ có một hướng, đó là phải mổ. Bởi vì không mổ nó sẽ nguy hiểm, với lại hướng điều trị duy nhất kia phải là mổ. Nếu như mà chúng ta không can thiệp mổ kịp thời thì bệnh nhân sẽ có hai cái vấn đề mà rõ ràng, đó là cái tình trạng thiếu máu sẽ càng lúc càng nặng. Khi mà bệnh nhân nhập viện thì hemoglobin bệnh nhân chỉ khoảng có 5.4 thôi. Đó là một cái mức rất là thấp rồi đối với một nhân đang lớn tuổi. Thì nếu mà xuống thấp hơn nữa thì có thể là thể trạng bệnh nhân sẽ không chịu được. Ngoài ra thì cái u nó đã tiến triển và nó làm hẹp lòng gần hoàn toàn. Thì nếu như mà để trễ hơn nữa thì có thể nó sẽ gây tắc ruột hoàn toàn. Khi mà tư vấn bác sĩ, anh chị em nhà chị đều đồng ý một điều là cứ phải tiếp tục, cho nên là chị mới quyết định là cho ông mổ luôn. Mổ cho những bệnh nhân lớn tuổi thì bao giờ chúng ta cũng ngại những cái vấn đề, những cái bệnh cảnh nền đi kèm. Đối với bệnh nhân này thì ông có bệnh mạch vành, hẹp mạch vành, đái tháo đường, bệnh Parkinson, rung nhĩ. Bản thân những cái bệnh này nếu mà chúng ta không kiểm soát tốt thì đều là có thể gây ra những cái biến chứng. Có một điều may mắn là bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có rất là nhiều chuyên khoa và có thể hỗ trợ lẫn nhau. Như bệnh nhân này thì trước mổ chúng tôi hội chẩn với bác sĩ gây mê, bác sĩ tim mạch, bác sĩ nội tiết và cả bác sĩ nội thần kinh. Từ những cái ý kiến đóng góp của các chuyên khoa mà chúng tôi có được một cái phác đồ thống nhất để mà điều trị tốt nhất cho bệnh nhân hồi phục nhanh và hiệu quả sau mổ. Mổ ngày trước ngày sau là ông dạy ông đi lại được. Lúc đó là đúng là gia đình ngạc nhiên, tại vì cái tuổi ông 90 mà ông có thể đỡ ông ngồi dậy, hỏi ông đau không? Thì không đau. Thế là hỏi bây giờ ba đứng thử, đứng lên hỏi đau không? Cũng không đau. Thế là đi thử một vòng trong phòng cũng không đau. Nói chung là ok. Bữa nay thì ăn được, ngủ cũng tạm đỡ được. Rồi tôi đi vòng vòng hai ba vòng trên đây nè. Đi cầu cũng được, cái gì cũng được hết rồi. Sức khỏe này khá nhiều rồi, tốt. Sức khỏe ông phục hồi nhưng mà rất tốt so với cái tuổi của ông á. Nghĩa là ông tiếp nhận điều trị rất là ok. Cho nên là chỉ khuyến những gia đình khác, nghĩa là dù bao nhiêu tuổi cũng vậy, nghĩa là có cơ hội cứu sống thì phải cứu thôi. Còn lựa chọn thì mọi người sẽ có một quyết định riêng. Cho nên là gia đình thì chị thì vẫn chọn Tâm Anh. Cũng cảm ơn bác Thái là ca phẫu thuật của bác rất thành công. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ, y tá điều dưỡng rồi gì cũng rất vui vẻ, không có gì hết. Thành thật cảm ơn.